Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, mùng 9 tháng 5 2022. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn người người khen thiên Chúa. Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, mùng 9 tháng 5 2022. Xin chào anh chị em. Chúc anh chị em một tuần lễ mới vui tươi, bình an trong lòng thương xót Chúa. Hân hoan chào nhau, chạm pháo tay. Thưa anh chị em, một tuần lễ mới chúng ta đến với nhau, đến với Chúa và dâng lên Chúa tất cả công ăn việc làm, những dự tính của cá nhân, của cộng đoàn, của gia đình. Xin Chúa thương thánh hóa và chúc lành. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 11 câu 1 đến câu 18. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy các tông đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông. Họ nói: ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ. Bấy giờ, ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc. Ông nói: tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất thần tôi thấy thị kiến này. Có một vật gì xà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. Dương mắt nhìn kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn. Tôi đáp: lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con. Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế. Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời. Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở. Họ được sai từ Caesarea đến gặp tôi. Thần khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Cornelio. Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo: hãy sai người đi Gia-phô mời ông Simon, cũng gọi là Phê-rô. Ông ấy sẽ nói với ông những lời, nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ. Tôi vừa mới bắt đầu nói thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng:
Ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần. Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sông. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sông. Bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan, xin Ngài thương sai phai ánh sáng và chân lý của Ngài, để soi đường dẫn lối con đi về núi Thanh, lên đền Ngài ngự. Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Con gầy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: tôi chính là mục tư nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 10 câu 11 đến câu 18. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh là kẻ làm thuê và không thiết gì đến đàn chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, tuần vừa rồi tôi tiếp những người khách, trong đó có 4 người khách rất đặc biệt. 4 người khách ấy là đi từ ngoài Thanh Hóa vào, đi máy bay kìa. Mà vô nhìn thì 4 bà ấy quê mùa lắm. Xin lỗi, phải nói quê mùa thấy rõ, giống như là cụ Lý ra tỉnh ấy. Nói chúng con lần đầu tiên đi vào Sài Gòn, chúng con lần đầu tiên đi máy bay, và chúng con lần đầu tiên gặp Cha. Nói sao mà 4 bà mà lại đến tìm tôi, có chuyện gì mà đi từ ngoài Bắc vào đây bay máy bay và đây làm gì? Dạ thưa Cha, chẳng giấu gì Cha, có mấy người cho con nghe cái đài Lòng Thương Xót. Con nghe con thấy hay quá, rồi con mê, rồi con và con tìm gặp Cha để xin Cha cầu nguyện cho con. Bà cầu này, bà xin cầu nọ cầu kia, số xin cầu ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn,
rồi gia đình khó khăn, rồi con cái nó hư thân, rồi chồng nhậu nhạt vân vân, những vấn đề thường ngày của cuộc sống. Nhưng mà có một điều đặc biệt như thế này, là bốn bà nhà quê rất nghèo chứ không có giàu có gì đâu, dành dụm mãi, bảo đi xe nó lâu quá mệt, bà nào cũng 60 trở lên hết rồi, cho nên là mua vé bay mà lại đi vô thành phố hỏi có người quen không, không có người quen nào. Thưa anh chị em, chúng tôi đang ở trung tâm một vụ là quận 1 chứ không còn ở giáo điểm Tin Mừng là huyện Nhà Bè. Ngày xưa Nhà Bè đó thì nó là Nhà Bè mà nó không phải là quận 1, cho nên cái gì nó cũng rẻ, bè với rẻ. Vì thế mà anh chị em có thể ở trọ một đêm chỉ có mấy chục ngàn thôi, ăn bữa cơm cũng mười mấy hai chục ngàn thôi, một ngày có được 50 ngàn là có thể sống được rồi, thoải mái. Còn vào thành phố vô quận 1 này là trung tâm mà, đâu có nhà trọ đâu, chỉ có khách sạn thôi. Khách sạn thì một đêm cũng phải từ 300 đến 500 ngàn là hạng bét, có khi cả triệu, còn hạng cao cấp thì không nói chi, vô giá. Mấy chục triệu một đêm cũng không chừng. Thì bốn bà chẳng có quen ai cả, bảo chắc có chỗ nào trọ không, bảo tôi có mỗi cái phòng tôi chỉ đủ có 12 mét vuông, ngang 4 thì rộng 3, 12 mét vuông, vừa làm chỗ quay phim, vừa làm chỗ thu âm, vừa làm nhà vệ sinh, vừa làm nhà một chỗ ngủ tiếp khách, đủ hết mọi cái, chỉ có vậy thôi, chỗ đâu mà có. Thế là đặc biệt là bốn bà ấy nói một hồi đọc kinh, cũng làm dấu đọc kinh sốt sáng lắm. Cuối cùng hỏi đưa cuốn sách, rồi cha cho con xin cuốn sách kinh nguyện thì cha nói đưa cuốn sách, ký tên, bà tên gì, con là Liễu, bà Mai, bà Cúc, bà Vân, vân vân. Nói vậy tên thánh là gì? Thưa cha, chúng con không có tên thánh. Và sao không có tên thánh? Thưa cha, chúng con ngoại đạo. Anh chị em tưởng tượng đi, bốn người mà là ngoại đạo, lặn lội từ Bắc vô, mà tứ cố vô thân, đây vô đây chỉ gặp để mà nó xin cầu nguyện thôi, rồi ra không có chỗ nào khác phải ra khách sạn ngủ, khách sạn hạng bét, cũng là khách sạn vậy, cũng tốn tiền gấp mấy lần, cả 10 lần ở Nhà Bè ấy chứ. Ăn cũng vậy, ăn rẻ lắm mà cũng vẫn 30 ngàn một hộp cơm, rẻ nhất thế giới thí dụ thế. Thì thưa anh chị em, nhìn thấy bốn người phụ nữ mà ngoại đạo ấy đến, ai mà không chạnh lòng thương được. Rồi mỗi bà xin bà chục máy, bà 15 máy, con về để con đi phát cho người ta, sách cũng vậy. Và sau thuộc kinh thì con cứ nghe đài xong rồi con đọc theo vậy, đọc lên chuối sốt sáng, còn hơn người công giáo nữa. Nếu mà không nói bà ngoại đạo, ai mà tin được, mà lặn lội từ người Bắc vô. Chứ thử hỏi mình có bao giờ mà đi lặn lội đến một cái ngôi chùa, ngôi đình nào mà đi máy bay để mà tìm đến một ông thầy chùa nào mà mình không biết, là chưa gặp bao giờ mà dám đi không? Mà anh chị em có thuộc được câu kinh nào của những tôn giáo khác không? Đây đọc rất ngon, rất sỏi. Cầu nguyện sốt sáng mà còn xin máy, xin sách này, thưa cha, để con về con đi phát cho người ta. Xóm con nó thích lắm mà, con có mỗi cái, cho nó mượn thì nó cứ coi, đứa này nghe xong truyền đứa kia nghe. Nhưng mà con phải để dành lại cho con, chứ không nó lấy mất. Câu kết của đoạn sách Công vụ Tông đồ mà chúng ta vừa nghe, những người mà chống đối vì Phêrô đến với dân ngoại, họ nói rằng là ồ, vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn sám hối để được sự sống. Họ cứ cho rằng là chỉ người Do Thái thôi được Chúa cứu thôi, dân riêng của Chúa thôi, còn những người mà không phải đạo Do Thái là dân ngoại đó, sớ rớ gì hết đó. Giống như một số người hồi xưa mà vẫn quan niệm là bên kia là quân ngoại đạo, quân bên lương, phải không? Bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo đức bà. Sức còn bé, tôi còn có sự phân biệt kinh khủng như thế. Có người ta là quân bên lương, bảo ăn xương người chết, thôi ghê thế chứ. Còn bên đạo là ăn gạo, gạo đức bà nữa kìa.
Thì có sự phân biệt như thế. Và trong xóm chúng tôi ngày xưa là xóm bên lương và xóm bên đạo, bên giáo. Nhiều khi tụi tôi đi đánh nhau, đi bảo vệ đức tin. Lúc nào mà sớ rỡ đến đánh chết luôn, bảo vệ đức tin. Và có khi vì cái não trạng đó, cái não trạng mà quá phân biệt như thế, cho nên là đạo Công giáo không phát triển được. Vì mình cứ cho mình là ưu tuyển, không có muốn ai vào hưởng cái phúc này của mình, không muốn chia sẻ cái phúc lộc đó, không muốn loan truyền cái phúc lộc đó cho người khác. Cho nên tới bây giờ thì ở Việt Nam vẫn cứ dừng lại con số 7% thôi. 100 người Việt Nam có 7 người Công giáo mà thôi, mà truyền giáo 400 năm đây ở Việt Nam rồi. Làm sao mà có sự hiệp hành với người ngoại đạo? Chúng ta nói về hiệp hành nhưng mà vẫn chỉ là hiệp hành với những người Công giáo với nhau thôi. Hiệp thông tham gia sứ vụ. Hiệp hành với người ngoại đạo đi. Y như là anh chị em bên Hàn Quốc á, cứ one by one, một người đi với một người, một người đi với một người ta ta ra ra. Thì một người Công giáo đi với một người không Công giáo, làm sao đó để qua cuộc sống của mình làm chứng cho họ thấy rằng là cái giá trị của đạo Công giáo như thế nào để họ tin, họ theo. Không chiêu dụ, không áp lực, không hiện diện và làm chứng, sống hiệp hành với họ đấy. Nói về hiệp hành với người ngoại đạo đi, làm sao mà quy tụ được những người ngoại đạo, rồi lắng nghe được tiếng nói của họ. Họ đang khao khát gì, họ đang mong ước gì, họ đang nhìn vào đạo Công giáo như thế nào và đánh giá người Công giáo ra sao. Tổ chức như vậy đi, thưa anh chị em. Để nghe được coi họ nhìn đạo Công giáo mình như thế nào, họ đánh giá những người Công giáo mình đã làm sao, và họ suy nghĩ như thế nào. Mình không biết suy nghĩ của họ, không biết cái đánh giá của họ, mình cứ tách rời họ ra, kính nhi viễn chi, đứng xa xa vậy thôi. Có khi trong xóm mà chỉ những người Công giáo chơi với nhau, còn tách lìa những người ngoại đạo ra. Những ngày Tết, những ngày Noel, tôi thấy Noel sao mà không mời người ngoại giáo đi tham dự thánh lễ, không dự tiệc cho ngày Giáng sinh, mừng Chúa Giáng sinh với mình. Và đến ngày lễ Phật đản mà họ mời mình đến chùa mình giữ. Hiệp hành với người ngoại đạo. Để đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là ô Thiên Chúa vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn sám hối để được sự sống. Chắc chắn như thế chứ vậy ra cái gì mà vậy ra. Và Chúa phải tỏ cho Phêrô thấy một cái thị kiến. Điều gì, những gì Thiên Chúa tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế. Những gì Thiên Chúa tuyên bố là thanh sạch thì chớ gọi là ô uế. Vậy thì Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa muốn quy tụ hết tất cả mọi người, thương xót hết tất cả mọi người, cứu độ hết tất cả mọi người, không loại trừ ai. Và Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa để làm công việc cứu độ ấy, là giới thiệu Chúa cho mọi người để họ nhận biết Chúa, họ tin để họ được cứu. Mà giới thiệu Chúa không phải bằng cái môi mép, không phải đi quảng cáo. Quảng cáo mức độ mà ung thư thì tôi chịu, còn các thứ khác thì tôi chữa được. Quảng cáo kiểu đó thôi nha, giờ đừng làm phiền bà con tí nha. Bây giờ thì ai bệnh gì xương khớp tôi chữa được hết. Còn mình thì đang ngồi bó củi vì tôi đang bị đau khớp, tôi không đứng được. Quảng cáo kiểu đó, chữa được đau khớp hết mà tôi thì không đứng được. Thế thì nếu mình đi giới thiệu quảng cáo một Thiên Chúa như thế, một đạo Công giáo như thế, ai tin nổi? Phải không? Ai tin nổi? Phải bằng chính cuộc sống của mình. Cho nên Đức Thánh Cha Francisco nói là mình hiện diện và làm chứng, chứ không phải đi truyền giáo theo nghĩa là cứ đi giảng dạy cho người ta tin vào Chúa qua những bài giảng, bài giáo thuyết của mình.
mà bằng chính cái cuộc sống của mình hiện diện. Và người ta thấy đó, đó. Ồ, coi kìa, những người công giáo họ tốt lành biết bao. Kìa, những người mà nhóm lòng thương xót họ có lòng thương xót biết bao. Cho nên, thưa anh chị em và các bạn, cả 10 năm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục làm công việc đó, đến chia sẻ và hiện diện với những người ngoại đạo bằng những chuyến công tác bác ái. Cứ đi, nếu mà họ thích, họ, thì chúng tôi gửi tặng máy và sách cho họ, để họ đọc kinh, họ nghe. Mà bây giờ, nhiều người ngoại đạo họ đến họ xin lắm, thưa anh chị em. Ở trung tâm vụ, 15.000 máy này bây giờ gần hết rồi, coi như hết rồi, 15.000 máy. Đang chờ đợt phát hành tới là 20.000 máy. Mới từ hôm lễ phục sinh cho tới bây giờ, được đúng một tuần lễ. Được đúng 4 tuần lễ chứ, xin lỗi. 4 tuần lễ mà hết rồi. Thì thưa anh chị em, này là 30.000 sách cũng hết rồi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là người ta đang khao khát lắm. Đang khao khát lắm. Họ nghe, đón nhận lời Chúa mà. Đón nhận lời Chúa để họ được sám hối, được quay trở về. Mà nếu chúng ta không làm, ai làm đây? Thế không ạ? Không làm, ai làm đây? Cho nên mỗi người chịu khó đóng góp phần của mình vào công cuộc loan báo tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót Chúa với những người khác, với những anh em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn. Và nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa ban cho những anh chị em không công giáo cũng cùng một ân huệ như Thiên Chúa ban cho chúng ta, vì ta tin vào Chúa. Bây giờ họ tin vào Chúa thì họ cũng được ân huệ như vậy. Thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Tôi là ai mà dám ngăn cản lòng thương xót của Chúa đến với người ta? Người ta đón nhận lòng thương xót Chúa, người ta qua những cái máy, qua những cuốn sách. Và Thiên Chúa cũng ban ơn cho họ như là những anh chị em có đạo đón nhận lòng thương xót của Chúa. Anh chị em ngoài đạo họ cũng đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thì tôi là ai mà ngăn cản họ đón nhận lòng thương xót Chúa? Tôi là ai mà ngăn cản người ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Tôi là ai? Tôi hơn Chúa sao? Xin lỗi. Tôi là ai mà ngăn cản Thiên Chúa? Nghe cho rõ đi. Không cộng tác thì chớ, sao lại ngăn cản? Không cộng tác thì chớ, sao lại ngăn cản? Là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Ngăn cản ân huệ Thiên Chúa đến với người khác, ngăn cản lòng thương xót của Chúa loan báo, làm chứng cho những người khác nhận thấy, để họ tin vào Chúa, để họ cũng được cứu độ như tôi, như anh, như chị, như mỗi người chúng ta. Anh là ai mà anh dám ngăn cản? Ông là ai mà ông dám ngăn cản? Mình cứ hỏi họ như vậy đi. Anh chị em đi loan truyền lòng thương cho Chúa, họ ngăn cản vì hỏi họ coi, họ là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Tôi không là gì cả. Tôi chỉ là đầy tớ Thiên Chúa sai tôi đi thôi. Hết. Tôi chỉ là người được Thiên Chúa sai đi để phục vụ anh chị em, để loan báo cho anh chị em về lòng thương xót Chúa, để anh chị em đón nhận, anh chị em được cứu độ như tôi cũng được cứu độ vậy thôi. Tôi chả là gì cả, chẳng lấy tư cách gì cả. Mà cần gì phải có tư cách mới được đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Đó là bản chất của người Kitô hữu, là đi loan báo tin mừng. Và mỗi người Kitô hữu phải đi loan báo lòng thương xót Chúa cho người khác theo lệnh truyền của Chúa qua Thánh nữ Faustina, và lệnh truyền của Hội Thánh qua Đức Thánh cha Benedicto thứ 16, ngày bế mạc Đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới tại Roma. Hiệu triệu là hãy đi loan báo và làm chứng lòng thương xót Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Thưa anh chị em, vì các tông đồ và anh em ở miền Judea nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Nghe tin như thế. Khi ông Phêrô lên Jerusalem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông. Những người thuộc giới cắt bì tức là những người theo đạo Do Thái. Họ nói ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ. Dám vào nhà những người ngoại đạo
ăn uống với họ. Anh chị em thấy cái đầu óc kỳ thị của họ ghê không? Không cho chơi với người ngoại đạo, không cho thăm họ và không được ăn uống với họ. Bộ họ là ma là quỷ sao mà sợ? Họ là có bệnh phong hủy sao mà sợ? Có phong hủy bia cũng đâu có lây đâu mà sợ. Dù họ có virus corona thì bây giờ cả thế giới nhiễm hết với nhau cho nó vui hết rồi. Gặp ai cũng bảo nhiễm hết rồi, còn đâu ai nữa mà không nhiễm đâu mà sợ. Thấy không? Mà cho dù họ có nhiễm virus corona mà họ bảo họ muốn biết đến Chúa, ta có đem Chúa đến cho họ hay không? Cho nên trong lúc mà đại dịch ấy, nhóm thiện nguyện tín thác chúng tôi suốt 40 ngày cứ lặng lẽ đem cơm, đem lương thực cho những người nhiễm virus corona, đồng thời gửi cho họ đầy lòng thương xót Chúa đi, nằm mà nghe đi. Có đạo cũng như không có đạo. Nghe đi. Cứ nghe thử cho biết thôi mà. Ngồi nằm buồn buồn nghe đi. Có nhiều người chỉ là buồn buồn mà nghe thôi, nghe thử cho biết thôi. Có những người thì cấm vợ xong lúc vợ đi vắng lấy lén lén nghe. Cuối cùng được ơn trở lại. Đấy, thưa anh chị em. Vậy mà ngày xưa có sự kỳ thị như thế. Còn bây giờ mình cũng vẫn kỳ thị như thế sao? Không dám mở ra đến với họ. Vì thế mà hôm nay là ngày mùng 9 này. Còn 3 ngày, 4 ngày nữa là ngày 13 tháng 5. Thứ 6, 13 tháng 5. Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Tôi cho hai nhóm, một nhóm thiện nguyện tín thác thì đi lên Kon Tum, cái phận Kon Tum, đến những làng người dân tộc, rồi đến những viện mồ côi, các em cô nhi, và đến làng Cùi, đến với những người đấy, mà đa số họ là những người không có đạo. Cứ đến, đến chia sẻ tình người, đến cho họ thấy được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Mạnh dạn, dù là có bệnh phong cùi thì cứ đến, dù là họ là người, những người không cha không mẹ, cô nhi viện, những em cô nhi, cũng cứ đến để cho thấy được là họ có một người cha yêu thương họ. Và những anh chị em dân tộc cũng thế. Họ chưa nhận biết Chúa thì cho họ biết nhận biết Chúa đi. Rồi nhóm khát vọng, anh em bảo chúng con đến đảo ma. Bảo được, đảo ma nó có không? Bảo có. Có đảo ma, người ta gọi là đảo ma. Mà có ma quỷ gì đâu. Mà có ma có quỷ thì mình cũng phải đưa lòng thương xót Chúa đến chứ phải không? Chúng tôi để cứ họ cứ đón nhận ma quỷ mãi sao? Xong mình mà đi đi, sợ gì? Giữa Thiên Chúa và ma quỷ ai thắng ai? Mạnh dạn lên, sợ gì? Thế thì chúng tôi cứ như thế. Mà chẳng kèn, chẳng trống, chẳng cần phải phô trương quảng cáo thông gì rầm rộ hết. Để lãnh bằng hay là để được biểu dương cũng chả cần. Cứ lặng lẽ âm thầm như vậy mà làm. Đấy, thì thưa anh chị em, và nhờ đó mà biết bao nhiêu người được ơn quay trở về. Chúng ta cứ gieo. Cứ gieo. Rồi người khác đến tưới, kẻ khác đến thu hoạch. Đâu sao đâu. Đâu sao. Mới là lòng thương xót Chúa được người ta đón nhận là được rồi. Còn tôi có bị tiêu hao đi, có bị bào mòn đi, có bị chết đi nữa thì cũng có sao đâu. Tôi nói anh em cứ làm đi. Ai gặt thì gặt, đâu có sao đâu. Và mình làm vậy thì mình cứ âm thầm mãi hay cha. Thì chú gọi mình âm thầm thì cứ âm thầm đi. Con chú biết là được rồi. Cần gì phải các đấng bậc hay là cần gì phải những bậc vị vọng như có chức có quyền biết đến để đánh giá, để biểu dương, để tuyên dương làm cái gì. Vậy lúc mà chú bảo con đã được người ta trả công hết rồi. Nhớ không anh? Nhớ không? Anh cứ âm thầm đi nhé. Chẳng buồn, ngồi cũng chẳng ai nói năng gì buồn. Họ không nói là may rồi đấy anh. Họ nói còn mệt hơn. Thì sao vậy? Thì họ nói hành nó xấu. Anh thích là họ. Nè, anh thích họ không nói năng gì hay anh thích họ nói hành nó xấu anh? Anh trả lời đi. Họ chỉ có hai cái thôi. Không nói gì hoặc nói hành. Anh nhận, anh chọn nó cái gì? Không chọn cái gì hết, không, khốn vậy. Người ta chỉ có hai cái nói. Không nói năng gì thèm, anh buồn.
mà họ nói đến anh thì họ nói hành nói xấu anh chịu không? Thì lắc đầu. Vậy chọn cái gì giờ? Nói tốt. Rồi khi họ nói tốt trước mặt sau lưng nó nói xấu cũng như không. Phải không? Thôi, có Chúa biết được rồi. Và vì thế mà bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy là Đức Giê-xu nói ta là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Và chúng ta còn nhiều chiên khác không thuộc đoàn này, ta phải đi quy tụ hết lại. Những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người chưa nhận biết Chúa, Chúa phải đi quy tụ hết lại. Vì Chúa hy sinh mạng sống cho cả đoàn chiên, chứ không phải cho vài con chiên. Nhớ, hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Còn tôi hy sinh cho vài con chiên. Con chiên mà nó có lợi cho tôi hy sinh. Con chiên mà nó béo tốt, giàu có, chức tước địa vị, tôi hy sinh. Tôi sẵn sàng hy sinh đến dự tiệc sinh nhật của nó. Tôi sẵn sàng hy sinh đến dự lễ dỗ của nó, ăn táng của nó, vì nó giàu, nó đẹp, nó quý tộc, nó sang trọng. Tôi cũng hy sinh đi chứ, sao lại không hy sinh? Thế thì còn những con chiên kia sao cha không hy sinh? Thì cũng giỏi đâu mà hy sinh. Nó là ai vậy? Nó trong đàn chiên của cha chứ của anh. Tôi đâu có nghe nói gì đến nó đâu. Thì có ai nhắc nó đâu mà cha biết. Tại vì nó ở gốc bà to mà. Nó vô danh tiểu tốt, nó ở nhà trọ, ở nhà thuê, nhà mướn. Nó là chiên của ai, nó gửi đến đây làm phiền quá. Tôi chăn chiên tôi còn chưa xong rồi, cứ đem chiên khác đến đây mới bắt tôi chăn. Mà con chiên kia nó cũng mới đến đây cha, nhưng mà nó khá lắm cha. Nó đến đây lập 7 công ty. Đâu, nó ở đâu? Sao mấy tôi cũng đến. Tôi hy sinh. Thì thưa anh chị em, như vậy thật ra thì chỉ là người làm thuê thôi. Người làm thuê vì không phải là mục tử và chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh là kẻ làm thuê và không thiết gì đến đàn chiên. Chỉ là kẻ làm thuê và không thiết gì đến đàn chiên. Đọc đến đây tôi thấy Chúa đang nói với chính mình. Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, con là người chăn chiên hay là kẻ chăn thuê? Con chăm sóc đàn chiên ta trao phó cho con, hay là con chăn sóc vài con chiên mà không cần thiết phải chăm sóc kỹ quá như thế? Nó đã được bao nhiêu người chăm sóc rồi, nó được bao nhiêu người chạy đến cầu cạnh rồi, nó giàu có như vậy rồi, con còn phải bận tâm mà chăm sóc với cho nó làm cái gì nữa? Ngày giỗ, ngày sinh nhật của con, của cháu nó cũng phải có mặt là sao? Ngày Tết, ngày nhất con chưa về thăm má con đã phải thăm bà cố nội của nó là sao? Chúa đang hỏi tôi, con là kẻ chăn thuê, không thiết gì đến đàn chiên, hay là con là mục tử nhân lành, biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi, và tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên? Tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên hay chiên phải hy sinh cho tôi, cho quyền lợi của tôi, cho danh vọng của tôi, cho địa vị của tôi, cho tiếng của tôi được nổi lên? Xin Chúa tha thứ, xin anh chị em cầu nguyện và tha thứ cho tôi. Tôi không dám sống chết vì đàn chiên. Tôi chỉ biết lợi dụng đàn chiên. Tôi chỉ biết vài con chiên. Tôi chỉ chăm sóc những con chiên mà tôi thích hoặc là nó thích tôi. Còn những con chiên ghẻ, chiên lở, chiên cùi hủi, chiên lạc đàn, chiên lầm đường lạc lối, tôi có đi tìm mà đưa về đàn chiên này hay không? Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ cho con. Mấy anh chị em mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa, trang 9, đọc kinh rước lễ thiêng liêng.
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 8 tháng 5, chân phước Catarina dòng Augustino. Ngày 9 tháng 5, chân phước Nicola Appengatti. Trên khung trời cao, Chúa nghe thâu tiếng con nghẹn ngào. Dưới trần gian này, ngày và đêm tiếng con nguyện cầu. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Trên khung trời cao, Chúa nghe thôi. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 8 tháng 5, chân phước Catarina dòng Augustino. Ngày 9 tháng 5, chân phước Nicola Appengatti. Ngày 8 tháng 5, chân phước Catarina dòng Thánh Augustino. Chân phước Catarina sinh ngày 3 tháng 5 năm 1632 trong một ngôi làng nhỏ bên nước Pháp. Ngài được chịu phép thanh tẩy cùng ngày hôm ấy. Các thành viên trong gia đình Catarina là những Kitô hữu rất đạo đức. Ông bà nội của Catarina đã nêu gương đặc biệt qua việc quan tâm đến những người nghèo khổ. Catarina chăm chú quan sát với đôi mắt tròn xoe ngây thơ. Khi bà nội của ngài dắt về nhà một người hành khất khuyết tật cả về
thể chất lẫn tinh thần. Bà đã cho ông ta nước tắm, quần áo sạch và bữa ăn thật ngon. Tối hôm ấy, khi Katarina và ông bà ngồi chung quanh bếp lửa, họ đã cùng nhau đọc to kinh lạy cha. Họ cảm tạ Thiên Chúa vì những phúc lành người đã thương ban. Bởi vì chẳng có bệnh viện nào trong thị trấn nhỏ bé của họ, nên những người đau bệnh đã được điều trị ngay tại căn nhà của ông bà nội. Katarina hiểu rằng bệnh tật và đau khổ đòi phải có lòng kiên nhẫn chịu đựng. Chỉ mới là một cô gái nhỏ, nhưng Katarina cũng đã biết cầu nguyện xin Chúa cất bớt đau khổ cho các bệnh nhân. Ngay khi còn rất trẻ, Katarina đã gia nhập dòng nữ Augustino, lúc ấy mới được thành lập. Họ chăm sóc bệnh nhân trong các bệnh viện. Ngày 24 tháng 10 năm 1646, Katarina nhận áo dòng. Đó cũng là ngày người chị gái của Katarina tuyên lời khấn. Năm 1648, Katarina nghe biết các linh mục thừa sai xin các nữ tu đến truyền giáo tại vùng đất mới của nước Pháp và Canada. Chị của Katarina được chọn làm người đầu tiên trong hội dòng đi Canada truyền giáo. Lúc ấy, Katarina chỉ mới được 16 tuổi, nhưng cũng tình nguyện xin đi. Katarina tuyên các lời khấn thánh ngày 4 tháng 5 năm 1648. Rồi ngày hôm sau, Katarina chạy tàu đến Canada. Hôm đó là ngày áp sinh nhật thứ 16 của Katarina. Cuộc sống nơi Quebec, Canada thật khó khăn. Nữ tu Katarina yêu mến các cư dân sống ở đây. Những người thổ dân cảm thấy thật dễ chịu vì thái độ vui vẻ của Katarina. Katarina nấu nướng và chăm sóc những người đau ốm trong khu bệnh xá nghèo nàn của nhà dòng. Nhưng Katarina cũng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi những người thổ dân Iroquois đang giết chết nhiều người và đốt phá nhiều làng mạc. Katarina cầu nguyện cho Thánh Prebo, một linh mục dòng tên đã bị những người Iroquois giết hại năm 1649. Katarina xin thánh nhân giúp mình trung thành bền đỗ trong ơn gọi tu trì. Trong lòng, Katarina nghe thấy thánh nhân khuyên hãy ở lại. Thế rồi thực phẩm dần dần khan hiếm, và về mùa đông khí hậu trở nên cực kỳ giá lạnh. Vài người trong số các nữ tu không thể chịu đựng nổi cuộc sống khắc nghiệt và sự đe dọa của thần chết. Và thật tiếc thay, họ đã trở về nước Pháp. Lúc ấy, nữ tu Katarina cũng rất lo sợ. Đôi lúc hầu như không thể cầu nguyện được. Katarina cảm thấy buồn sầu, đang khi mỉm cười với hết thảy những người thân yêu mà mình chăm sóc trong dãy nhà thương dành cho các bệnh nhân. Thế rồi, chính trong lúc mọi sự mù mịt và đen tối nhất xảy đến, lúc mịt mù và đen tối nhất xảy đến thì Katarina đã khấn là sẽ không bao giờ rời bỏ Canada. Sống và chết ở đây, Katarina đoan hứa rằng sẽ ở lại làm những công việc bác ái cho đến chết. Khi thực hiện lời khấn này, Katarina chỉ mới có 22 tuổi. Tuy cuộc sống khai hoang mở đường nơi vùng đất Pháp có nhiều khó khăn, thì càng ngày vẫn càng có thêm nhiều người đến đây cư trú. Giáo hội phát triển, Thiên Chúa chúc lành cho miền đất mới qua việc ban thêm các vị thừa sai. Vào năm 1665, Katarina trở thành mẹ tập sư của cộng đoàn.
Catalina vẫn tiếp tục đời cầu nguyện và giúp việc ở bệnh xá cho tới lúc qua đời. Nữ tu Maria Catarina dòng Thánh Augustino mất ngày 8 tháng 5 năm 1668, hưởng dương 36 tuổi. Đến năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong nữ tu Catarina lên bậc chân phước. Thưa anh chị em và các bạn, qua mẫu gương của nữ tu Catarina dòng Thánh Augustino, chúng ta thấy Đức Giêsu không hứa với chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta sẽ được thoải mái dễ chịu, không có đau khổ hoặc không có phiền toái gì cả. Chúa không hứa điều đó. Chúa chỉ hứa là Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa ở cùng chúng ta lúc vui cũng như lúc buồn, lúc sướng cũng như lúc khổ, lúc bình an cũng như lúc hoạn nạn. Khi gặp sợ hãi hay chán nản, anh chị em hãy cầu nguyện với chân phước Catarina dòng Thánh Augustino ban cho chúng ta được chút can đảm như là thánh nữ. Và một người thiếu nữ 16 tuổi tình nguyện đi truyền giáo ở một vùng xa xôi, hẻo lánh, hiểm trở và hiểm nguy. Ngày hôm nay các bạn trẻ có mạnh dạn ra đi làm công việc đó hay không? Hay là các bạn được cha mẹ nuôi dưỡng chiều chuộng? Tôi có anh bạn đi phục vụ trong nhóm, có đứa con gái học trung học rồi qua đại học, mà ngay cả cái chén cũng không biết rửa, cơm không biết dọn ra, và thậm chí là quần áo cũng không giặt được. Người bố làm hết việc lớn đến việc nhỏ, lo từ kinh tế, tài chánh, rồi lo chuyện đưa con đi học, rồi đi chợ, rồi về nấu cơm. Thậm chí bảo con ăn cơm xong nhớ rửa chén. Để đến 4 giờ chiều đi xuống thấy còn nguyên như vậy, lại cặm cụi rửa. Bảo thôi, số phận nó như thế, Chúa định nó như thế. Chúa nào định, số phận nào định. Số phận là do mình quyết định. Chúa cho mình được cái sự tự do, có đầu óc, có lý trí để lựa chọn. Phải biết cách giáo dục con mình cho nó đúng, không có chiều như thế được. Có anh bạn nghe câu chuyện bảo, con sợ lắm cha. Còn sao vậy? Nó mà đi lấy chồng mà gặp một cái bà mẹ chồng khó hay là ông chồng mà nghiêm nghị thì cho nó chỉ có chết. Cái anh kia bảo, cứ đánh cho vài trận là biết làm ngay. Cái anh khác bảo, khó lắm, vì anh đánh nó vài trận là nó ly dị ấy. Chứ trẻ bây giờ là cứ động với nó là nó ly dị, là chia tay đường ai nấy đi. Bố mẹ bây giờ rất khổ, mà cái khổ đó là do khi do chính mình, mình gây ra cái đó. Vì lúc mình giáo dục con của mình quá chiều con mình, chăm sóc nó mọi thứ mà không cho nó ý thức được cái trách nhiệm của nó. Cuộc đời của nó phải chịu trách nhiệm và nó phải tập. Cho dù có là công chúa đi nữa thì cũng phải biết rửa chén chứ. Cho dù là có con tổng thống đi nữa thì cũng phải biết quét nhà chứ. Chứ đâu phải mình có tí tiền rồi cứ tưởng rằng là vậy là mình thương con mình, là mình đang hại con mình. Và các bạn trẻ đang sống trong những gia đình như thế, các bạn hãy đừng có để cho cha mẹ mình phải khổ vì mình. Chăm sóc cho mình từng ly từng tí, lớn rồi phải biết trưởng thành, biết tự lập chứ. Tôi, ngày xưa tôi học lớp 9 mà tôi đã phải đi dạy kèm để có tiền đi đóng tiền học, dạy cho kèm ngay từ lớp 6, cho người lớp 6 luôn. Rồi bố mẹ tôi nghèo khổ, bắt con mình phải làm việc cật lực, thấy được giá trị của đồng tiền. Và anh chị em tôi lớn lên, không có ai mà sống lệ thuộc, phải biết bươn trải, dù là sống độc thân, dù là lập gia đình hay là đi tu. Bố mẹ tôi được cái là cho con cái mình tự do lựa chọn. Tôi có người chọn đi tu, có người chọn đời sống độc thân, không lập gia đình, có người chọn đời sống gia đình. 4 đứa con, 3 hướng chọn, 2 đứa đi tu, 1 đứa độc thân, 1 đứa lập gia đình. Nhưng mà muốn độc thân đi tu hay lập gia đình cũng phải
trưởng thành, tự lập và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Bố mẹ tôi không có của cải, bố mẹ tôi vẫn nói tao không có của dành của để, hồi môn hay là di sản di chúc gì hết, có mỗi cái nhà rách nát. Nhưng sự giáo dục rất quan trọng, giáo dục từ trong gia đình đến học đường, giá nào cũng phải cho con đi học. Hồi xưa nhiều gia đình bỏ cho con mình đi học nhưng mà không có đủ khả năng đóng tiền, đã phải cho con nghỉ học. Như là Faustina học tới lớp 3 là phải nghỉ để nhường cho các em mình đi học. Bố mẹ tôi dù là đi vay nợ, dù là khổ sở cách mấy đi nữa cũng ráng cho con mình học. Vì chỉ có đầu tư cách đó, có gia tài để lại cho con là kiến thức và sự trưởng thành con mình trong những gian khổ, trong khó khăn, trong thử thách, trong nghèo túng nữa. Thế như vậy thì Katarina đã làm công việc đó, 16 tuổi dấn thân. Vì ngay từ bé đã thấy ông bà nội mình, cái tấm gương sáng là ông bà nội đưa người hành khất về. Cô bé tròn xoe mắt thấy ông bà nội làm cái chuyện đó. Cũng có những đứa bé nó tròn xoe mắt, nó kinh ngãi, kinh hãi, kinh sợ khi thấy bố mẹ nó làm những chuyện động trời, làm những chuyện mà nó thấy ghê quá, sợ quá. Đây, nó tròn xoe mắt và nó thấy ông bà nội nó làm những chuyện tuyệt vời quá, và điều đó ảnh hưởng trên đứa bé đó. Katarina dấn thân 16 tuổi và qua đời 36 tuổi. Ở lại cái vùng thuộc địa của Pháp là hồi đó là những cái vùng gian khổ, và nhất là qua truyền giáo ở vùng đất mới bên Canada ở Quebec. Bây giờ thì không nói, nhưng mà ngày xưa là vùng hoang sơ hoang dại. Các nữ tu một số đó phải rút lui vì sợ quá, quá khắc nghiệt. Cái chết chứ không cách nào mà sống được. Và Katarina cũng trải qua những đêm tối như vậy, thử thách coi ở lại không ở. Ở lại thì tương lai nó mịt mù và đen tối như thế này, rút lui thì còn an toàn. Mà nhiều người đã lựa chọn cái an toàn đó. Cuối cùng vào lúc mà đêm tối nhất, thử thách nhất thì quyết định ở lại. Và lời khấn là ở lại cho đến hơi thở cuối cùng, chứ không có phải là ở lại một năm, hai năm gì cả. Bây giờ có nhiều anh em linh mục tu sĩ chúng tôi dấn thân, nhưng mà chỉ mong thôi giám mục gọi về càng sớm càng tốt, bề trên gọi về càng sớm tốt 2-3 năm thôi, chứ ở lâu quá chịu không có nổi, gian khổ quá. Còn đây ký luôn ở lại suốt đời, và qua đời năm 36 tuổi. Như là Faustina nữ tu qua đời năm 33 tuổi, như là Teresa 25 tuổi. Những bông hoa tươi đẹp Chúa cất về sớm. Nhưng sớm hay muộn không quan trọng, là bông hoa đó phải nở đủ hương và sắc, tỏa hương và sắc cho cuộc đời. Dù một ngày, hai ngày, dù năm ngày, dù 10 năm, hoặc là 20 năm, một giây một phút sống trên đời này, hãy tỏa hương tỏa sắc như là những bông hoa của lòng thương xót cho cuộc đời, cho con người. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta qua ngày 9 tháng 5, chân phước Nicola Abegati. 9 tháng 5, chân phước Nicola Abegati. Chân phước Nicola Abegati sinh tại Bologna, nước Ý. Gia đình Nicola đã chu cấp cho ngài đi đại học, nơi mà ngài sẽ học môn luật. Nhưng sau vài năm, Nicola lại quyết định không chọn làm luật sư. Khi lên 20 tuổi, Nicola Abegati gia nhập dòng Thánh Bruno. Năm 1417, tu sĩ Bruno này được chọn làm giám mục giáo phận quê hương của ngài. Nicola không hề kỳ vọng điều đó bao giờ. Thậm chí là ngài cũng không thể tin rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa chọn mình làm giáo mục ở giáo phận quê hương. Nhưng các bề trên của Nicola thì quả quyết rằng đó là thánh ý Thiên Chúa, hãy vâng lời. Dân chúng yêu thích giám mục Nicola Abegati. Ngài sống trong một căn nhà đơn sơ và bé nhỏ. Nicola Abegati sinh hoạt giống như họ. Ngài khởi sự thăm nom các bổn đạo trong giáo phận của ngài. Trước tiên, Nicola Abegati tới thăm các gia đình nghèo khổ bất hạnh.
Nicola Beccati nói chuyện với họ và giúp đỡ họ những nhu cầu cần thiết. Nicola Beccati chúc lành cho gia đình của họ và họ rất biết ơn Ngài. Năm 1426, Đức Giám Mục Nicola Beccati được phong làm Hồng Y. Ngài nổi tiếng là người khôn ngoan và thánh thiện. Hai vị giáo hoàng Martino thứ năm và Eugenio thứ tư đã năn bàn hỏi với Nicola Beccati khi gặp những vấn đề quan trọng của giáo hội. Trần Phước Nicola Beccati cũng khuyến khích việc trau dồi kiến thức. Thực vậy, chính Nicola Beccati đã viết rất nhiều sách. Hồng Y Nicola Beccati qua đời trong một chuyến công du tới Siena, nước Ý. Đức Thánh Cha Eugenio thứ tư đã tham dự thánh lễ an táng và chôn cất Ngài. Trần Phước Nicola Beccati về trời năm 1443. Thưa anh chị em và các bạn, người trẻ ngày hôm nay chúng ta có nhiều kỳ vọng, mong ước làm bác sĩ, làm luật sư, làm thế này thế khác. Thì Nicola cũng thế thôi, cũng mơ ước học luật xong ra làm luật sư. Thế nhưng mà khi lên 20 tuổi thì đổi hướng và gia nhập dòng Thánh Bruno. Nhiều người trẻ ngày hôm nay chúng ta thấy làm bác sĩ, làm kỹ sư, sau đó thì đi tu. Cho nên bây giờ cũng có những linh mục kiến trúc sư, linh mục bác sĩ, linh mục luật sư vân vân. Đừng có nghĩ rằng là cứ phải là một người bình thường rồi thì làm linh mục. Tại sao không là bác sĩ, không là giáo sư, không là kiến trúc sư rồi đi tu làm linh mục? Và như vậy thì mình sẽ phục vụ tốt hơn, biết đâu được. Khả năng Chúa ban mà nén vàng không phải là một mà tới hai, mà tới ba, mà tới năm nén vàng. Và khi nén vàng Chúa ban đó, Thánh Trần Phước Nicola Beccati đã sử dụng nén vàng đó để phục vụ người giáo dân. Không nghĩ rằng mình lại được về làm giám mục ngay giáo phận của mình, ngay quê hương của mình. Phải vâng lời mà làm. Và khi vâng lời mà làm như vậy, không phải một cách miễn cưỡng nhưng một cách vui vẻ, bằng cách là đi thăm các gia đình trong giáo phận. Có mấy giám mục mà đi thăm được hết các gia đình trong giáo phận, mà đi thăm lựa chọn đầu tiên là những người nghèo nhất, người khổ nhất, người bất hạnh nhất, để thấy rõ nhu cầu của họ và nói chuyện với họ. Có mấy người nghèo khổ bất hạnh tội lỗi được gặp giám mục đến thăm và nói chuyện không? Đa số những người có máu mặt, những đại gia, những người có chức có quyền là được đi thăm đầu tiên và có dịp để nói chuyện nhiều. Còn những người thấp cổ bé miệng, những người nghèo khổ, tứ cố vô thân, những người tội lỗi, những người rối đạo, những người mà mọi người đều xa lánh, mấy khi hoặc có bao giờ được giám mục giáo phận đến tận nơi mà thăm, mà nói chuyện, mà chia sẻ, mà giúp đỡ không? Thưa anh chị em, ta cầu nguyện để trong giáo hội có được những giám mục như là Trần Phước Nicola Beccati, một giám mục mà đến khởi sự bằng việc là thăm nom các bổn đạo trong giáo phận của mình, mà trước tiên là tới thăm những gia đình nghèo khổ bất hạnh, nói chuyện với họ, giúp đỡ họ những nhu cầu cần thiết, chúc lành cho gia đình của họ. Và như thế họ rất biết ơn và quý mến vị giám mục ấy, người mục tử nhân lành ấy. Cầu mong trong hội thánh có được những người mục tử đúng nghĩa là mục tử của lòng thương xót. Mục tử của lòng thương xót biết xót thương người giáo dân, biết ở giữa đàn chiên người được mùi chiên. Như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, những người mục tử dám đi đầu đoàn chiên để lãnh đạo, gánh chịu những nguy hiểm, như là khinh binh đi trước để mìn nó nổ thì chết trước. Những người mục tử dám đi cuối cùng chặn hậu để bảo vệ đoàn chiên, sợ là người ta tập kích phía sau.
Và những người mục cử dám sống giữa đoàn chiên để ngửi được mùi chiên. Mùi của những con chiên nghèo khổ, bất hạnh, hôi thối, tội lỗi và bị ruồng rẫy, ruồng bỏ. Ước mong có được những mục tử giàu lòng thương xót như thế. Amen. Dưới trần gian này, ngày và đêm tiếng con nguyện cầu. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin chữa lành thể xác chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin rửa sạch tâm hồn chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin chữa lành thể xác chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin rửa sạch tâm hồn chúng con. Sống đúng, sống đẹp. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thứ hai, mùng 9 tháng 5, 2022. Tập 103. Từ số 1668. Số 1668. Phục sinh. Trước thánh lễ phục sinh, tôi cảm thấy quá yếu nhược đến nỗi không dám hy vọng tham dự cuộc công nghinh tổ chức trong nhà thờ. Và tôi thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, nếu những lời cầu nguyện của con đẹp lòng Chúa, lúc này xin Chúa ban cho con sức mạnh để có thể tham dự cuộc rước. Và tức thì tôi cảm thấy khỏe khoắn và chắc chắn đủ sức cùng đi rước với chị em. Số 1669. Khi cuộc rước bắt đầu, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sáng láng hơn mặt trời. Chúa Giêsu âu yếm nhìn tôi và phán: Hỡi trái tim của trái tim cha, chúc con được no thỏa niềm vui. Và lúc đó, thần trí tôi được đắm đuối trong người. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang cùng đi rước với các chị em, trong lúc linh hồn tôi hoàn toàn được ngập lút trong Chúa. Số 1670. Phục sinh. Ngày 17 tháng 4 năm 1938. Trong thánh lễ, tôi cảm tạ Chúa Giêsu vì đã đoái thương cứu chuộc và đã ban cho chúng ta một tặng ân lớn lao nhất trong mọi tặng ân, tức là tình yêu của người trong thánh thể. Đó chính là bản thân của người. Và lúc ấy, tôi được đưa vào tận cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi. Và tôi đắm đuối trong tình yêu của Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Những giây phút này thật khó mà diễn tả. Số 1671. Vào lúc đó, tôi cầu nguyện cùng Chúa cho một người kia. Và Chúa phán với tôi: Linh hồn này
đặc biệt yêu quý đối với cha. Tôi được hạnh phúc khôn xiết về điều này. Hạnh phúc của các linh hồn khác làm tôi được hưởng một niềm vui mới. Và khi thấy những đặc ân cao trọng nơi một linh hồn, tâm hồn tôi bay vút lên với Chúa trong khúc tân ca thờ phượng. Số 1672. Ngày 19 tháng 4 năm 1938, trong giờ giải trí, một nữ tu nói: chị Faustina yếu ớt đến độ hầu như không đi nổi, nhưng ước chi chị ấy sớm qua đời, bởi vì chị ấy sẽ là đấng thánh. Khi ấy, chị giáo đáp: chúng tôi cũng biết chị ấy sắp chết, còn chị ấy sắp làm thánh lại là chuyện khác. Thế là bộc ra một số nhận định ác ý về đề tài này. Tôi vẫn nín lặng, nhưng tắt một lời là tôi thấy cuộc nói chuyện hóa ra tệ hơn, nên tôi im lặng luôn. Số 1673. Hiện giờ tôi đang nhận được một số thư của các chị em cùng lớp tập với tôi nhưng đang sống tại các tu viện khác. Các chị hay đùa vui và làm tôi nực cười vì thường nói những câu đại loại như: chị Faustina thân mến, chúng em rất buồn vì chị quá yếu bệnh, nhưng chúng em sung sướng vì khi Chúa Giêsu cất chị về, chị sẽ cầu nguyện cho chúng em bởi chị có nhiều ảnh hưởng nơi Chúa. Một chị khác lại nói thế này: khi chị qua đời, chị ơi, xin chăm sóc cho em đặc biệt nhé. Chắc chắn chị có thể làm được điều ấy cho em. Một chị khác lại viết: em mong đợi giờ Chúa Giêsu đến rước chị biết bao. Em biết điều ấy thế nào cũng xảy đến, nên hết lòng ước ao cho chị được chết. Tôi quả thật muốn hỏi chị đang nghĩ gì về cái chết của tôi, nhưng tôi đã hãm mình mà đáp lại: nếu lòng thương Chúa không che chở em, thì điều gì xảy đến với mọi tội nhân khác cũng sẽ xảy đến với em, vì em cũng là một tội nhân. Số 1674. Ngày 20 tháng 4 năm 1938, chuyến đi Prenic, tôi rất lo lắng, sợ phải nằm trong một khu phòng chung và chịu đựng mọi thứ. Giả như lâu một hoặc hai tuần thì được, đằng này lại là một thời gian dài, hai tháng hoặc hơn nữa. Buổi tối tôi tâm sự rất lâu với Chúa Giêsu. Khi được nhìn thấy Chúa, tôi trút hết tâm sự cho Người, mọi phiền toái, sợ hãi và ưu tư của tôi. Chúa Giêsu âu yếm lắng nghe rồi phán: con hãy an lòng, hỡi con, Cha ở bên con hãy ra đi bình an, mọi sự đều đâu vào đó. Cha đã an bài đặc biệt để người ta dọn sẵn cho con một phòng riêng. Tôi đi ngủ vì được đảm bảo và dọt dào tâm tình biết ơn. Số 1675. Ngày hôm sau, chị Felicia đưa tôi đi. Tôi ra đi trong tâm trạng rất an bình và thanh thản. Khi chúng tôi đến nơi, người ta cho biết đã dành sẵn một phòng riêng cho nữ tu Faustina. Khi vào phòng,
Chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo. Tất cả đều sạch sẽ ngăn nắp, có phủ những bức màn và trên bàn có hoa. Một chú chiên phục sinh được các nữ tu đặt trên bàn ngủ. Ngay lúc ấy, các nữ tu dòng thánh tâm làm việc ở dưỡng đường từng quen biết với tôi cũng đến và chào hỏi nồng nhiệt. Chị Felicia rất lấy làm ngỡ ngàng về tất cả những điều này. Chúng tôi chào tạm biệt thân ái và sau đó chị ra về. Còn lại một mình, chỉ có Chúa Giêsu và tôi. Tôi cảm ơn Người về hồng ân lớn lao này. Chúa Giêsu phán với tôi: "Con hãy an lòng, Cha ở bên con. Vì mỏi mệt, tôi ngủ thiếp đi." Đến tối, một nữ tu coi sóc tôi đến và nói: "Ngày mai chị không được rước Chúa Giêsu chị ạ, bởi vì chị quá mệt nhọc. Về sau chúng tôi sẽ liệu." Điều này làm tôi rất đau đớn, nhưng tôi trả lời một cách điềm tĩnh: "Dạ được thưa chị." Rồi phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa và cố gắng ngủ. Đến sáng, tôi nguyện gẫm và dọn mình hiệp lễ, mặc dù đã biết sẽ không được rước Chúa. Khi tình yêu và niềm mong nhớ của tôi lên đến cao độ, tôi nhìn thấy bên mình một vị luyến thần. Ngài đã cho tôi rước lễ và tuyên bố: "Này đây, Chúa các thiên thần." Khi tôi rước Chúa, thần trí tôi được đắm đuối trong tình yêu Thiên Chúa và sự ngạc nhiên. Việc này được lặp lại trong suốt 13 ngày. Mặc dù tôi không biết được ngày hôm sau thiên thần có đưa mình thánh đến cho tôi nữa hay không, tôi đặt trót niềm tín thác nơi lòng nhân lành của Thiên Chúa, nhưng tôi không dám chắc mình sẽ được rước lễ như thế vào ngày hôm sau. Vị luyến thần được bao phủ đầy ánh sáng, thần tính và tình yêu Thiên Chúa được phản chiếu nơi Ngài. Ngài mặc một chiếc áo trùng vàng, một chiếc áo giúp và đeo dây các phép trong suốt, chén thánh bằng pha lê phủ một chiếc khăn trong suốt. Khi vừa cho tôi rước Chúa xong, Ngài liền biến đi. Số 1677. Một lần kia, ngay trước lúc hiệp lễ, trong lòng tôi trỗi lên một mối nghi ngờ. Vị luyến thần đem Chúa Giêsu lại đứng ngay trước mặt tôi. Tôi hỏi Chúa Giêsu nhưng không được trả lời. Tôi liền nói với vị luyến thần: "Ngài có thể giải tội cho tôi được chứ?" Và thiên thần đáp lại: "Không thiên thần nào trên trời có được năng quyền ấy." Và lúc ấy, bánh thánh đã được đặt trên môi tôi. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa đọc qua những trang nhật ký từ số 1668 đến số 1677. Số 1671, khi Faustina cầu nguyện cho một người, thì được Chúa nói linh hồn này đặc biệt yêu quý đối với Cha. Và Faustina cảm thấy hạnh phúc khôn xiết về điều ấy. Hạnh phúc của các linh hồn khác làm cho Faustina hưởng một niềm vui mới. Và khi thấy những đặc ân cao trọng nơi một linh hồn, thì Faustina thấy tâm hồn mình bay vút lên với Chúa. Một người có lòng thương xót là một người như thế. Khi thấy những người khác được may mắn, được hạnh phúc, được ơn lành, thì mình vui mừng hân hoan như chính mình được vậy. Không có sự phân bì, không có sự ghen tị, không có sự
cạnh tranh ở trong đó. Thường ta cứ thấy ai được gì hơn mình buồn, mình khó chịu, mình ganh tức, mình ghen tị. Còn đây, Faustina cầu nguyện cho ai và thấy họ được ơn như thế, được hạnh phúc như thế, thì Faustina cảm thấy như mình được một cái hạnh phúc ấy, được niềm vui ấy, và tâm hồn mình bay vút lên với Chúa. Một con người sống cao thượng, thoát khỏi mọi cái tị hiềm, mọi cái ganh tị, hạnh phúc nhẹ nhàng như thế. Còn nếu con người mà cứ suốt ngày ganh tị, suốt ngày đố kỵ, rồi so sánh phân bì, cứ thấy ai được cái gì hơn mình, ngay cả được ơn thiêng liêng hơn mình cũng không chấp nhận. Chỉ muốn mình là nhất, mình là hơn, mình là số một mà thôi. Vì thế mà lúc nào cũng bất an và chẳng bao giờ thấy được hạnh phúc. Đến số 1673, chúng ta thấy những chị em vui đùa nhưng mà đôi khi cũng có chút mỉa mai trong đó. Nói về Faustina yếu bệnh và nói về Faustina được cất về trời. Rồi có những người mong rằng khi về trời thì nhớ đến em cùng vì chỉ được ảnh hưởng bên Chúa. Rồi ước ao cho chị được chết đi. Faustina cảm thấy muốn đối chất lại coi chị nghĩ gì về cái chết của mình, nhưng mà hãm lại để nói rằng là nếu lòng thương xót Chúa không che chở em thì điều gì xảy đến với mọi tội nhân khác cũng sẽ xảy đến với em, vì em cũng là một tội nhân. Như Đức Thánh Cha Francisco nói, xin chị em cầu nguyện cho tôi vì tôi cũng là một tội nhân. Trong khi các chị em khác mỉa mai mình kiểu như là mình là thánh, mình được về trời thì nhớ đến mình, với nhớ đến tôi vân vân, thì Faustina cố gắng kiềm hãm mình lại để không đôi co, không đối đáp lại một cách nặng nề, mà chỉ nói rằng nếu Chúa không che chở em thì điều gì xảy đến với mọi tội nhân cũng xảy đến với em. Và ta cũng có thể nói với mọi người rằng là nếu Chúa không thương xót tôi thì điều gì xảy đến với mọi tội nhân khác cũng sẽ xảy đến với tôi, vì tôi cũng là một tội nhân có hơn có kém gì đâu. Dù tôi có là giáo hoàng, giám mục, linh mục, có là tổng thống, chủ tịch, là gì đi nữa thì tôi cũng vẫn là một tội nhân mà thôi. Và đến số 1674 thì ta thấy Faustina lo lắng đi chữa bệnh, sợ phải nằm trong một khu phòng chung, phải chịu đựng một thời gian dài chung đụng như thế. Faustina cảm thấy lo lắng và đi tâm sự với Chúa, chút hết mọi phiền toái, sợ hãi, ưu tư của mình cho Chúa. Đấy, cầu nguyện là như thế, phó thác là như thế, là cứ nói với Chúa, cứ trình bày với Chúa, cứ thưa thốt với Chúa như là một đứa con nói với cha mình những ưu tư, những lo âu, những khắc khoải, không ngại ngùng gì cả, không giấu giếm gì cả, không che đậy gì cả. Chúa âu yếm nhìn Faustina và nói: con hãy an lòng, cha ở bên con, cứ đi bình an, mọi sự đều đâu vào đó. Chúa an bài để người ta dọn sẵn cho Faustina một phòng riêng. Và đến số 1675 thì Faustina thấy đúng như vậy. Người ta chọn dọn sẵn cho Faustina một phòng riêng, được chuẩn bị chu đáo, ngăn nắp sạch sẽ. Và có các nữ tu dòng thánh tâm chăm sóc dưỡng đường ấy, lại là chỗ quen biết với Faustina trước kia. Cho nên trước sự kiện ấy, biến cố ấy, điều mà Chúa nói là mọi sự đều đâu vào đó, cứ an tâm. Faustina chỉ còn biết cảm tạ Chúa về hồng ân lớn lao mà Chúa ban cho mình. Mỗi người chúng ta cũng thế. Những lo lắng, những bận tâm, những suy tính của mình, hãy dâng phó hết cho Chúa. Dâng phó hết cho Chúa để Chúa
lo lắng mọi sự đầu vào đó. Và khi được như thế thì đừng quên dâng lời cảm tạ. Sau 1676, Chúa Giêsu luôn luôn trấn an Faustina cũng như mỗi một người chúng ta: hãy an lòng, ta ở bên con. Hãy an lòng, ta ở bên con. Mặc dù Faustina bị đau, không thể rước lễ được, Faustina khao khát rước Chúa lắm. Và Chúa đã đáp ứng lại khao khát cho Faustina bằng một sự kiện đặc biệt ngoại thường. Đó là một luyến thần cho Faustina rước lễ trong suốt 13 ngày. Mặc dù lúc này đây không biết là ngày hôm sau thiên thần có đưa mình thánh cho mình rước nữa hay không, nhưng đặt trọn niềm tín thác nơi lòng nhân lành của Chúa, Faustina được bình an. Mọi sự đâu vào đó. Có xảy ra như thế nào, ngày mai không biết có được rước lễ hay không, vẫn cứ tín thác vào Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thinh lặng ít phút để cầu nguyện. Xin Chúa cho mỗi người có được tấm lòng khao khát Chúa Giêsu Thánh Thể như Faustina, khao khát đến mức độ mà Chúa phải đáp ứng nhu cầu ấy một cách ngoại thường, có một luyến thần đến cho rước lễ. Còn chúng ta, mỗi ngày ta vẫn được rước Chúa, ta có thấy lòng mình bừng cháy lên hay không? Ta có thấy cái sự khao khát đó hay không? Và những lúc mà mình buồn chán, lo âu, thất vọng, có đến chia sẻ với Chúa như Faustina trước khi đi vào dưỡng đường để được chữa bệnh, ta trút lên với Chúa tất cả những tâm tư lo lắng buồn phiền của mình. Rồi Chúa nói mọi sự sẽ đâu vào đó, Chúa sẽ an bài mọi sự tốt đẹp như Chúa muốn chứ không phải như ta mong muốn, và hơn cả những gì ta mong muốn nữa nếu mình trọn vẹn tín thác vào Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để có được niềm tín thác vào Chúa, có lòng khao khát rước Chúa Giêsu Thánh Thể và luôn luôn tin rằng đối với Chúa mọi sự sẽ đầu vào đó. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa: kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn
và sự sung phán thì quá nhiều. Con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bi thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bê số, khổ đau cùng thân vọng chán trường, con tìm được đâu chốn tựa nương. Ngoài lòng từ ai Chúa xót thương, về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dâng dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Về đây con gặp được nơi Chúa.
tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa. Xót thương nhân từ.